test thử cái bộ IC7 ZT155 cho Mỹ Gia cho khách bà con. Khách chơi sang nha, chơi bộ IC7 đẹp cực kỳ không? Với cái dàn với cái đầu máy là ZT cho nó Thái Lan. Mới chát luôn. Quá đẹp luôn trời. Khách này khách VIP nè. Họ cái đầu máy không là biết nhiêu tiền rồi. Quá đẹp luôn, sườn mới chát. Chạy rất đã dư lực luôn. Con máy này xài biết chừng nào. Hàng Nhật thì hàng nào cũng bền mà con, quan trọng là nó còn mới. Thì dân Nhật ít xài mình xài nhiều thôi chứ hàng Nhật hàng nào cũng bền. Sườn xế nha. Nhật là khỏi chê rồi, quan trọng là mua con mới mới chút. Mà dân Nhật ít xài được lâu hơn thôi. Cái tùy theo điều kiện với địa phương mà con xài thì mua cho phù hợp. Rồi chứ rồi. Rất đẹp luôn, hết chỗ để chê. Quá đẹp luôn, con này lông lấp lánh nè. Từ 5-6-7 giờ này chỉ là quá đẹp. Đây cái lốc nè, có hợp cái gác máy nè. Xanh. Quá thì xanh luôn trời. Này 5.967 tới giờ nha bà con. Nguyên bộ luôn. Quay đầu lại chú ơi, chạy qua bển chói nắng, quay đầu lại, bên đây nó không chói, quay đẹp. Alo, gắn máy xăng hả gì anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới không luôn rồi. Giờ nó tới rồi. Sới là không lùi, đã lùi là không sớm. Lũ số cũng ra số là cũng ra rồi đó. Trên bằng mặt ra nhưng mà không có thời gian, không yên nha. Chơi một chút thôi nghe bà con, chạy chơi cho đỡ ghiền thôi chứ đừng có chạy chậm nhiều quá ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy nha. Bởi con chạy chậm á gió nó vô đây không được là không là mát nước luôn nè. Con chạy sao mà rời chỗ này nè, nó mát nước được này, chạy chậm chơi chút xíu để đỡ ghiền thôi. Đó, nó chạy dữ đó, khu ta là dữ đó. Chơi chút đỡ ghiền thôi nghe, không được chạy chậm nha, tại vì gió này có thể dùng làm mát nước, nước là mát động cơ, bà con chạy chậm có gió không mát rồi máy nóng á, thôi chạy lớn. À. Dòng luôn á.